Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên, Hà Nội. Xe đẹp auto chuẩn 3S, mang đến đầy đủ các dịch vụ từ sơn, sửa chữa, độ phụ kiện và nâng cấp chuẩn hãng quý vị anh chị nha. Hôm nay thì em Ngọc xin được lên sóng cho các bác một em Merc trong dòng C-Class này, cũng như là tất cả các đường nét trên chiếc xe mọi người có thể nhìn thấy cho em nhé. Là em nó sản xuất 2009, mà Oddo ấy thì chỉ rơi vào là khoảng 5 vạn thôi. Thực sự là một con số nhiều người nghe giật mình đúng không ạ? Đi quá là ít. Dàn lốp của chiếc xe thì đã cũng đã được bác chủ bác cái nâng cấp lên dàn lốp mít rồi, nên là mọi người cũng không phải lăn tăn. Chính xác là số km của em này đang là 58.000 km các bác nhé. 2009 mà 58.000 km thì đúng là hơi điêu đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà bác bạn không tin thì hãy qua trực tiếp showroom ở 46 Việt Hưng Long Biên nhé, để kiểm chứng cái độ thật của chiếc xe này như nào. Thực sự là nói để nhìn một cái chiếc thiết kế 2009 mà trông thực sự nó vẫn toát ra một cái khí chất rất là riêng đúng không ạ? Em không nói đến độ sang nhưng mà tổng quan của chiếc xe đúng là một thương hiệu xa xỉ, nó cũng có một cái đặc điểm nhận dạng nó khác hẳn. Và bây giờ em sẽ vào phần khoang cốp cho các bác nhé. Khoang cốp ngồi để đồ ấy thoải mái luôn, rất là sâu lòng. Này bác nào chở đồ thì thoải mái, lốp dự phòng vẫn còn theo xe và bộ đồ nghề vẫn đầy đủ. Di chuyển đến một khoang nội thất với bộ ghế da nguyên bản từ 2009 thì em nó sẽ như thế nào các bác nhé. Xe được cái là gốc biển ở thành phố, thế nên là bác nào mà có về Hà Nội thì cũng không bị mất tiền biển Hà Nội nữa rồi. Khá là tiện và cũng đỡ giảm chi phí rất là tốt. Màn bộ ghế da này các bác này, tất cả các đường nét ốp da ở phần tay nắm cửa như em vừa đã tay cánh cửa ấy, còn rất là nét luôn, không hề bị bở hay là bị rách gì một chút nào nhá. Chất lượng rất là ổn, còn có thể nói là nó cũng từ thời điểm nó bán ra cho đến bây giờ thì nó cũng vẫn đắt sắt ra miếng đúng không ạ? Với phiên bản này thì chúng ta có đi vào một vòng cho em. Có màn hình nhá, tất cả các đường nét thiết kế nó rất là tinh tế, từ những cái phần khoang mở ra này rất là nhẹ nhàng. Một chiếc xe Merc với thiết kế vận hành chuẩn Merc rồi. Tất cả các đường nét bây giờ thì em sẽ di chuyển đến phần khoang máy của chiếc xe này nhé. Nắp capo có hỗ trợ thủy lực nên là mở em cũng thấy cảm giác nó nhẹ nhàng hơn hẳn luôn. Cũng có dấu hiệu của thời gian, những con ốc cũng đã có han gì thì đấy là điều rất là bình thường. Một chiếc xe 2009 rồi các bạn, em nó tuổi đời cũng khá là lâu rồi, 2009 đến nay là đã hơn bao nhiêu năm rồi đúng không ạ? Một chiếc xe Merc mà chỉ giá hơn 300 thì hãy lựa chọn ngay em Merc C230 này quý vị chị nhé. Chính xác là 379 triệu. Giá trên em Ngọc còn lì xì gia lộc đầu xuân năm mới nữa, nên bác nào cân đối thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Xin chào, hẹn gặp lại.